Cái ngày mà tôi mới bắt đầu đi làm ấy, mấy tháng đầu là có lương là bao nhiêu là tiêu hết bấy nhiêu. Chưa đến tháng lương sau thì mình đã hết tiền rồi. Bắt buộc phải có một cái kế hoạch cho cái việc chi tiêu của mình.